Paco Middle 85S là dòng xe bus ghế ngồi cao cấp thuộc lineup sản phẩm xe bus thế hệ mới do Taco thiết kế và sản xuất lắp ráp tại nhà máy bus Taco, nhà máy xe bus hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Taco Middle 85S có chiều dài cơ sở 4,1m, thiết kế ngoại thất hiện đại và khỏe khoắn, kích thước tổng thể 8,46m, chiều rộng 2,3m và chiều cao 3,1m, tạo nên không gian rộng rãi cho xe. Taco Middle 85S được trang bị hệ thống đèn pha halogen projector cao cấp, tích hợp đèn LED chạy ban ngày, kính chiếu hậu điều chỉnh điện, được bố trí tinh tế, tích hợp sưởi kính, trang bị camera lùi và dãy đèn LED hai bên hông xe giúp tăng tính thẩm mỹ khi vận hành ban đêm. Mùi lướt gió thiết kế kiểu dáng khí động học tạo sự mạnh mẽ, kính chắn gió loại liền một mảnh ấn tượng, mang lại cảm giác sang trọng, thoáng đãng và không gian rộng mở. Hai bên thân xe được lắp kính liền, trang bị camera lùi, tăng vẻ sang trọng, an toàn và tiện nghi. Ngoài ra, xe còn được trang bị mâm nhôm thương hiệu Anqua Mỹ, lốp xe hiệu Michelin không ruột. Taco Middle 85S được trang bị động cơ Weichai công suất 200 PS, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tỷ số vòng quay đạt từ 1.200 đến 1.700 vòng một phút, với hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail System, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt thân thiện với môi trường. Cấu trúc khung body và chassis được thiết kế liền khối phun monocoque và xử lý qua công đoạn nhúng tích điện, giúp gia tăng độ bền, độ ổn định cho xe. Taco Middle 85S có động cơ được đặt phía sau, hệ thống treo khí nén 6 bầu hơi, 2 bầu hơi phía trước, 4 bầu hơi phía sau, được cung cấp từ Command Đức, hộp số Fast Gear Mỹ. Đặc biệt, hệ thống treo còn sử dụng càng chữ C, gia tăng khả năng chịu lực, giúp xe vận hành êm dịu và ổn định trên mọi điều kiện địa hình. Hệ thống chống bó cứng bánh xe ABS đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vận hành. Taco Middle 85S hiện đã được phân phối ra thị trường với 2 phiên bản, 29 chỗ ngồi và 34 chỗ ngồi, với đầy đủ tiện ích cao cấp, tạo thêm sự lựa chọn cho khách hàng khi đầu tư xe. Ghế hành khách được Taco sản xuất với chất lượng vượt trội, hệ thống đèn trần, đèn chạy dọc dưới kệ hành lý và đèn đọc sách ứng dụng công nghệ đèn LED với cường độ và màu sắc được tính toán cụ thể, tạo nên một không gian ấm cúng và sang trọng. Khoang lái được thiết kế theo phong cách hiện đại, các tiện ích trên táp lô được bố trí hợp lý, vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh, viền mạ chrome thẩm mỹ, táp lô tích hợp màn hình LCD hiển thị đa thông tin, thuận tiện trong quá trình thao tác, mang lại cảm giác thoải mái cho người lái trên mỗi hành trình. Các tiện nghi như LCD 21 inch, âm ly, DVD và tủ lạnh được trang bị đầy đủ, phục vụ nhu cầu giải trí cho hành khách. Hầm hành lý rộng rãi, sử dụng vật liệu hợp kim nhôm, đóng mở dạng trượt, sàn hầm được dập sóng chịu lực, vật liệu inox cho độ bền bỉ tối đa. Ghi điểm bởi nhiều tính năng vượt trội, hiệu quả, kinh tế và thân thiện với môi trường, nội thất sang trọng và đẳng cấp. Taco Middle 85S phù hợp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các khách hàng kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển hành khách tuyến ngắn và đưa đón cán bộ công nhân viên. Sản phẩm hiện đang được trưng bày tại các chi nhánh và đại lý Taco trên cả nước. Hệ thống xưởng dịch vụ hiện đại trải rộng khắp 63 tỉnh thành, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng và cung ứng phụ tùng, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Taco Middle 85 góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị Việt Nam ngày càng chất lượng và văn minh hơn.